Chào lại tất cả anh em ha. Hôm nay mình giới thiệu tiếp tục cho anh em tham khảo cái con máy máy một bánh. Một bánh có nghĩa là máy một giò. Ta gọi là một giò, một chân, một bánh gì đó thì do anh em tùy theo anh em từng địa phương gọi thôi. Là máy một bánh có nghĩa là một bánh giữa. Là một bánh giữa là nó hay có cái là anh em đi vô trong trong những cái giữa cái hàng cây cây của mình trồng á, vô là nó đi vô đó nó rất thuận tiện, hoặc là mình vô chân cây trồng á, vô đất mình tung đất vô thì nó đi sát được hàng cây hơn. Nhưng một bánh cho nên là nó cũng rất là hay cho bà con làm vườn. Thì bà con vô bà con đi vô trong vô trong cái đường hẹp thì nó rất hiệu quả. Đó, một bánh nó hay theo một bánh. Con máy này là của hãng Mametura, là tức là nó là gọi cho chính xác cái tên của nó. Cái này tại hàng hàng nội địa thì nó để của nước nó, còn đúng là của hàng Kawasaki. Kawasaki thì cũng nó đó. Con máy này là 3.4. 3.4 nè. 3.4 mà cốt là cốt chiền. Nếu mà tính công sức theo ngựa đó, nếu mà đồng công sức của nó là nó tầm khoảng 4 4 ngựa đó. Nói chung công sức thực của nó là 4 4 ngựa, nhưng mà nó để lẻ lẻ gì đó là 3.4, tại vì máy nội địa nó vậy. Anh em cứ nhìn tổng quát cái con máy thì mọi thứ nước sơn zin toàn bộ hết, lưỡi chưa mòn, lưỡi rất mới, nói chung là nó chưa bị mòn. Chưa bị mòn là gọi là lưỡi mới rồi đó. Còn cái chuyện mà nám nó bị đen đen xét đó là cái máy bãi thì không có tránh khỏi cái đó. Còn mình nói thêm nữa, nói mình đo chi tiết cho con máy này, chiều cao nó cũng là 75. Nói chung mấy dòng máy này thì nó tương đương chiều cao tới đỉnh này nè, từ đất lên tới đỉnh là 75. Còn cái chiều dài của nó là tổng chiều dài của nó luôn là một, nói chung là 1 mét đi, gần 1 mét mà tính 1 mét. Còn lưỡi lưỡi thì đây, lưỡi thì bề ngang của nó là ba ba tấc rưỡi, 3 tấc rưỡi. Còn nè anh em nhìn nè, con máy này còn rất đẹp, hình như là nó chưa xài bao nhiêu là cái trục sên của nó. Đó, nước sơn nó chưa bị chốc, mà đặc biệt có một cái là cái cốt cốt của nó là đạn đồ nó chưa bị dơ. Nói chung tất cả những con máy nào mình đã kiểm tra toàn bộ hết, mình mua thì mình cũng đi bãi mình mua thì cũng lựa từ con máy, chứ không phải là mua 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 lô mua đóng gì. Cho nên là cái chất lượng là anh em cứ an tâm. Máy thì hình như bề ngoài thì nó không tránh khỏi, tại vì hàng bãi thì anh em biết không tránh khỏi là nó chốc sơn rồi chốc đỉnh chốc sơn. Còn cái còn hoàn toàn là máy chất lượng gần, hình như là gần như máy mới. Còn cái này anh em, máy này thì anh em muốn cái đây hạ lên hạ xuống, cái chiều cao của nó cao thấp do anh em chế đó. Đó bóp qua đây. Còn anh em muốn quay đảo chiều đảo ngược thì anh em xả này ra, cứ quay 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 chiều nào quay tới quay lui gì đó thì do cái nhu cầu của anh em thôi. Còn cái này số nó là một số lùi hai số tiến, là nói vậy anh em hiểu rồi đó, là tiến nhanh tiến chậm, còn một số lùi lại.
Lúc đó anh em lên luống hay gì, em muốn đi lùi thì đi. Còn lưỡi này thì nó sẽ nè, nó cũng như mấy cái con máy mình giới thiệu thường 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 xuyên nè, lưỡi này nè thì nó sẽ quay, nó quay cái cần này nè là quay xuôi quay ngược nè, anh em cứ bẻ qua bẻ qua thì nó quay xuôi bẻ lại nó quay ngược vậy đó. Đó, nếu anh em lúc muốn xới xới đất, muốn khoai đất không cần lên luống thì anh em để nguyên vậy luôn. Nó quay tới vậy là chỉ là đang xới, còn lên luống tạt luống làm rãnh này kia đó thì anh em cho vô số trả số lại ngược lại là nó sẽ quay ngược chiều này. Chúng mình sẽ thử cho anh em xem. Rồi anh em muốn tạt luống thì anh em để luôn như vậy cũng được. Đó. Để luôn như vậy cũng được, mà anh thường thường người ta tạt luống thì ta sẽ xá tháo cái khớp ngoài, tại nó phân ra một bên hai khớp, nghĩa là hai bên bốn khớp, thì anh em chỉ rút chốt này ra thôi, nè cái chốt này rút ra, nè rút ra, mình rút thử một bên cho anh em xem, đó rút ra vậy thôi, thì nó còn ở trong vậy, bên kia cũng vậy, nó còn em muốn tạt một bên cho nó ví dụ mình trồng cây mình muốn vung gốc này kia đó thì anh em quay cái chiều, nói chung là quay cho nó tạt về một hướng, một phía phía nào đó sắp lưỡi cho nó tạt một hướng thì nó sẽ tạt một hướng chung qua một bên hết, rồi muốn hai bên thì để hai bên, thì đã tùy theo anh em mà sắp lưỡi thôi, anh em là xài quen hay là cái gì đó thì hoặc là kinh nghiệm của hàng xóm gì đó thì tùy theo. Nó đã thiết kế như vậy thì mình cũng khỏi lo, còn cái này là công sức máy nó là đồng bộ, nó là thiết kế để đủ sức để hoạt động cái con máy này, cho nên em không có cần quan tâm tới động cơ, chỉ là quan tâm tới cái coi nó có con máy này nó có phù hợp hay không thôi đó. Chứ còn chất lượng thì đã kiểm tra hết, mình đã kiểm tra toàn bộ hết là nên xài cái an tâm. Mình đã bán rất lâu rồi, anh em cứ an tâm, mình làm từng con máy rất kỹ nè. Cái chỗ này là chỗ tháo bu vi vậy thôi, nói chung là mọi thứ còn còn zin tất cả. Còn cái phần bình xăng này mình cũng nói rõ luôn nè, chỗ này thì do ở bãi đó, do ở bãi nó di chuyển từ trong thảy lên thảy xuống đồ nó cắn đồ nó bị lủng với lỗ nhỏ ở đây một chút thì mình cũng hàn lại cho anh em rồi, cái này nó không quan trọng. Hàn lại kính nó hết rồi, nó không có quan trọng cái này. Còn bình xăng còn rất mới, nó chỉ như vậy thôi. Còn cái hộp này thì nó chỉ chốc sơn nha anh em, nó chốc sơn thôi chứ nó không có bị mục mọt gì hết, nó bung nước sơn ra, nó cái hộp bảo vệ dây cu ro nó không quan trọng. Có nhiều người người ta bỏ cái hộp này ra, người ta thì cũng vẫn là bình thường, chạy bình thường. Còn máy này thì cũng như mấy con khác thôi, công tắc nó thiết kế ở đây, anh em kéo mở vô vậy thì anh em tắt máy, mở ra thì mà thì on đó. Nói chung là on off đó, nó có ghi số ghi chữ rõ ràng. Còn cái phần này là phần hạ lên, hạ anh muốn anh em muốn vị trí đất nó tung ở đâu đó, thì anh em cứ chỉnh cái máng này để anh em có nhu cầu chốt con máy này thì gọi ngay cho mình, quên đó, mình cái đợt máy này nó sẽ thêm cái này, cái bánh này là cái bánh lớp, còn cái bánh này bánh sắt, nhưng mà bánh sắt chống lún thì tùy thuộc tùy theo cái địa hình của anh em, đất đất nó bị lầy hay không lầy thì anh em nếu đất bị lầy thì anh em đưa cái bánh này vô, còn nếu mà đất mình thấy nhắm thấy cái mình độ khoảng đi cái bánh lớp này được, bánh hơi này được thì anh em cứ để. Còn anh em muốn ráp cái bánh này vô cho nó chống trơn trượt gì đó thì anh em cứ lắp cái bánh sắt này vô, mà đặc biệt bánh sắt này nó sẽ làm cái này nè, anh em thấy không, nó chống lún, có nghĩa là nó chỉ xuống tới đây thôi, nó không xuống được nữa, nó rất hay. Nếu anh em mua máy này thì đợt này nó sẽ có hai cái bánh này luôn đi theo luôn, có bánh sắt này đi theo luôn.
Đó. Rồi mình sẽ khởi động. Khởi động rõ ràng cho anh em xem. Mình lưu ý với anh em là mình sẽ cái phần mình nói thì mình sẽ báo giá luôn cho anh em dễ dễ tính, dễ tham khảo. Còn cái còn anh em cứ cho anh em dễ mà đi, nói chung là dễ để tra cứu cái giá ở trên mạng. Cái chất lượng hay ra sao hay con máy thế nào. Nói chung là máy thì ai cũng nói của mình tốt hết, nhưng mà quan trọng cái thực tế. Vậy mình bán nhiều năm rồi mình không có mình không có thể một lời nào mà nói máy ra máy chất lượng thế nào thì mình sẽ nói y như vậy. Mình quay là quay hình thức, quay cho nó cho anh em biết vậy thôi, cho anh em biết rõ con máy của mình thôi. Chứ còn cái chất lượng thì cái quan trọng nhất là cái uy tín, cái lời nói. À, mình sẽ động cho anh em xem ha. Đó. Em thấy không? Máy chạy rất là guarantee, rất là ngon. Lên ga. Em thấy chạy rất ấm không? Rồi. Mình sẽ khởi động số. Khởi động số cho anh em xem ha. Đây mình sẽ khởi động cái lưỡi trước nè. Em thấy lưỡi quay không? Qua phía này. Đó, cái này là nó quay ngược lại nè. Cái này là tốc độ lẹ, nó đang lên luôn. Đang lên luôn, anh em thấy không? Cái này là bóp cái con của nó là nó căng dây cu do ở trong. Chuyển qua hạch số á. Đó. Em thấy vậy được rồi phải không? Còn nè, mình chuyển, mình gạt xuống phía này. Đó, phía bên màu xanh này nè. Này chữ nhật mình cũng không biết là cái chữ gì. Mình nói màu xanh đi. Màu xanh là nó sẽ chạy tới nè. Em thấy không? Đó, lúc này là mình khai đất. Khai đất chạy tới. Mà lúc mà quay ngược ra phía sau á. Lúc mà quay ngược, lúc mà anh em tại cái chiều này là chiều đang thay đang xới, còn lúc mà quay ngược ra phía sau vậy là anh em rút cái hai cái chóp lưỡi này đem qua bên kia là nó sẽ đánh ngược lại, còn để về nó sốc đúng không, anh em nhìn thấy không? Đó. Chỉ vậy thôi. Nó để xới. Thấy không? Để mình cho cái bánh nó đi luôn nè. Thì vậy thì lùi nè, nó này nó lùi lại nè. Đó, anh em thấy nó đi lùi không? Nó chạy là mình chạy ga nhỏ nhất đó, mình cho từ từ cho anh em xem. Chứ không phải là nó chạy về, mình chạy lúc nào cũng phải lên ga lớn một tí. Con này mình để ga nhỏ. Còn chở diện mức là nó no, còn chở qua mức mức kế kế tiếp. Đó, nó chạy sẽ chạy tới nhưng mà nó chạy đồng tốc với cái số lùi là số 1 đó. Còn cái này chạy nhanh nè, qua hết luôn là nó đi nhanh nè, em thấy người nhìn kỹ nha, đi nhanh nè. Đó. Đó. Đó, sẽ... thấy không, nó đi nhanh đó. Rồi lên. Tại vì nó đó, anh em gạt mạnh xuống một cái. Anh em thấy không? Nó rồi lại. Rất thuận tiện, rất là phù hợp lắm. Đó, anh em cứ xài viết nó quen. Đó. Rồi mình sẽ nó sẽ vô khớp, nó sẽ vô khớp thì nó rất nhẹ. Đó, nó nhẹ rồi đó. Anh em thấy đi rất nhanh không? Ga nhỏ thôi, rồi lên ga cái là nó giọt luôn á. Chạy nhanh.
Rồi mình chỉ giới thiệu cái này là chở gì no. Mình lùi lại. Trong khi mình đi lùi như vậy á, mình muốn lên luống á, thì mình phải quay cái lưỡi xế lại nha anh em, chứ đừng để như thì nói vậy anh em biết là để là nó sốc. Đó, vậy là mình đã giới thiệu tạm xong con máy, tắt máy đây. Mình giới thiệu tạm xong cái con máy này, anh em nhìn kỹ lưỡi là nó chưa có bị gì hết nha, chưa có mòn, nói chung là các thứ đều chưa bị gì hết. Số chân chu vô là vô là nó lập lập là nó vô cụp lại vô. Đó. Thì tất cả đều mình đã kiểm tra hết cho anh em an tâm, hoạt hành kỹ thuật nói chung là tóm lại là an tâm hết, không có cái vấn đề gì hết. Mình nói bằng cái danh nghĩa của cửa hàng mình làm ăn, chứ không phải như cái bọn mà lừa đảo lừa gạt này kia, anh em an tâm. Mình cũng từng bị gạt, nói thật sự mình cũng từng bị gạt như kiểu là mình rất tin tưởng anh em, cái tình cảm tình nghĩa mua bán lâu, mua bán với nhau cũng không phải là lâu, nhưng mà nói chuyện rất đạo đức, rất là nhân nghĩa. Đó, rồi mình tin tưởng, thậm chí mình giao hàng cho thiếu luôn, không lấy tiền luôn, nhưng mà thì họ vẫn là quỵt nợ, họ vẫn là không có trả tiền, không có nghe máy nghe gì hết. Đó, nhưng mà không sao đâu, mình cái gì rõ ràng, anh em nào tốt mình sẽ đưa lên cái tấm gương tốt đó, mình sẽ nói cái gương tốt đó cho anh em bà con tham khảo. Còn anh em nào mà cái dấu hiệu mà lừa đảo lừa gạt thì mình cũng sẽ đưa lên, nói thật sự mình nói là mình làm, mình sẽ đưa lên hết. Nếu mà mình đã có tình nghĩa rồi là mình sẽ nắm hết là tất cả những hoạt động, những hình ảnh của gia đình đó lừa đảo mình vài triệu, chứ mình không có nhầm nhò gì hết, nhưng mà mình không có nói tên ai hết. Mình không có nhầm ăn, mình không có nói chung không có nhầm gì, chỉ làm thì cũng vài ngày cũng lấy lại thôi, nó cố gắng làm, chứ không có nên mà lừa đảo, cái lợi dụng cái lòng tốt của người ta đó, gửi hàng rồi không trả tiền, hứa bán thiếu tình nghĩa, thấy không có thấy chưa có kẹt tiền thì cho thiếu thiếu đã, rồi không nghe điện thoại, không có, không thèm nghe, không thèm trả lời, không mà không hứa hẹn. Ví dụ bây giờ cứ lên tiếng, bây giờ thôi tôi kẹt quá, anh cho tôi thiếu lại ít ngày nữa hay là sao, cũng không nói không gì, là cái đó dấu hiệu là quỵt nợ, đúng không? Rồi tiếp theo sau vài ngày nữa, nếu mà vẫn không có dấu hiệu gì của cái người mà mình đang nói đó, thì mình sẽ đưa hình ảnh rõ ràng của gia đình người đó lên, tên tuổi địa chỉ rõ ràng cho người đó, cho anh em xem. Mình nói là mình làm, anh em đón xem là có anh em nào mua bán thì tránh xa cái loại người đó. Đó. Đó, chứ mình cũng vừa bán cũng vừa cũng như ủng hộ giúp đỡ những anh em mua bán với nhau, để tránh tình trạng mà bị họ dùng cái chiêu rất độc chiêu, cái chiêu giống như phạt sống, chứ không phải là vừa nói chuyện ra rất đạo đức, nhưng mà họ tính toán đâu sẵn thì mình cũng không biết. Cho nên là mình cứ nói chung là mình sao thì mình cứ nghĩ người ta y như mình thôi, nhưng mà thật sự người ta đã lợi dụng. Thì mình chỉ nói sơ sơ đó thôi. Còn anh em cái máy này thì mình cũng nói rõ rồi. Anh em có thấy ưng ý, có thấy phù hợp thì anh em chốt chính xác giùm cho mình. À, con máy này mình bán luôn cái bộ có hai bánh này luôn cho anh em á, là 6,5 triệu. Đó, là về chỉ xài thôi, mọi thứ là mình đã kiểm tra hết rồi. Mà sau này xài nhiều năm thì chắc nếu máy nào cũng vậy, nó cũng có cái độ hao mòn,
thì muốn cần thay thế phụ tùng gì thì cho mình hay, mình sẽ hỗ trợ cho anh em cái phần phụ tùng đó. Cái giá phụ tùng thì anh em khỏi có bàn tính tới cái đó, rồi thì nó quá, nó không đáng tính. Nó mình bán, nói chung là mình mua làm sao mình bán vậy thôi, cái đó là hỗ trợ, mình không có lãi lời gì cái phần phụ tùng. Còn anh em nên để ý xem qua từng này, nếu mà cái người mà lừa đảo mình không có tín hiệu gì thì mình sẽ đưa lên cho anh em biết rõ cái địa chỉ và hình ảnh chính xác của người đó luôn, của gia đình, vợ con cháu gì đầy đủ hết luôn đó. Mình mấy mấy triệu đó mình không có tới đâu đâu, nhưng mà đừng có làm cái cách đó. Nói chung là lòng người khó đoán là gì. Mỗi đêm mỗi hôm rảnh anh em cũng nói chuyện với nhau tâm sự, nói thì nói chung là rất, nói chung là mình cho dám cho thiếu, từ miền Nam mình dám cho thiếu ở ngoài miền Bắc, thì anh em biết là cái người đó nói chuyện cách nào mình mới cho thiếu, là mình nói chuyện còn hay hơn mình, nói chung là nói chuyện còn đạo đức hơn mình gấp nhiều lần đó. Mình tưởng đâu là như mình lúc mà nói thì mình coi mình còn còn cái đạo đức mình hình như nó bị kém hơn người đó, nhưng mà rốt cuộc lại là người đó đã dự tính sẵn thì mình cũng không biết. Nói chung là lòng người không biết đâu được nói đó. Thì mình sẽ tiếp theo cái video clip tiếp theo tuần sau, nếu mà không có dấu hiệu gì, nếu người đó trả tiền mình thì thôi, còn không trả mình sẽ làm cái cách như hồi nãy giờ mình nói, cho anh em rút kinh nghiệm, gặp người đó tránh xa, hoặc gặp gia đình người đó tránh xa. À, chứ mình không, mình nói là mình sẽ làm, anh em cứ cứ cứ, cứ để ý cái clip của mình sẽ nói rõ ràng. Cái clip đó riêng biệt, cái clip đó mình không có quay bán máy mà mình quay toàn bộ hình ảnh tất cả về cái người đó. Rồi. À, tóm lại anh em có chốt thì chốt giùm cho mình sớm. Sớm để mình sẽ giải quyết, mình gửi cho anh em. Đó, còn anh em còn tính thì anh em cứ 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 cứ, cứ tính đi, chừng nào anh em gọi, nếu mà còn con máy này thì anh em nào gọi sau lỡ mình bán rồi thì mình sẽ con máy nào phù hợp hơn đó thì cứ nói với mình, cứ kết bạn Zalo đi, mình nói chuyện qua Zalo cho nó rõ, mình sẽ tìm chuẩn bị con máy phù hợp với cái mong muốn của anh em. Còn anh em nếu mà thấy con máy ưng ý thì cứ gọi ngay, không lưỡng lự gì hết, hoàn toàn không có cái gì mà phức tạp hết. Đó, rồi thôi chiều rồi, mình cũng tạm biệt anh em. Chúc anh em luôn có một ngày mới vui vẻ ha, luôn có một năm làm ăn phát tài phát lộc ha. Chào tạm biệt anh em nha.